Xin chào, và hôm nay là chuỗi của ngày 1 trong 30 ngày chia sẻ về cách làm thế nào để chúng ta có thể liên tục thu hút được các khách hàng mới mỗi ngày đến với mình, và làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được chuyển đổi, có được một cái sơ đồ chiến lược cụ thể khi mà chúng ta áp dụng những kênh này vào trong thực tế. Ngày hôm nay Quang muốn chia sẻ cho bạn một phương pháp để chúng ta có thể thu hút được rất là nhiều các khách hàng tiềm năng đến với mình mỗi ngày thông qua việc đó chính là xây dựng kênh TikTok. Xây dựng kênh TikTok nó là một phương pháp ở thời điểm hiện tại đang rất là hiệu quả. Bởi vì cái lượng người ở trên TikTok ấy, thì bây giờ đang rất là đông, và các khách hàng của chúng ta thì họ cũng đã bắt đầu chuyển dịch lên trên nền tảng này. Và một cái tư duy đó là khách hàng của mình xuất hiện ở đâu thì mình cần phải xuất hiện ở đó. Cho nên chúng ta sẽ cần phải có được một cái cửa hàng, một kênh bán hàng ở trên nền tảng TikTok này. Và để mà chúng ta có thể thu hút được các khách hàng thì nó có một cái phương pháp nó vừa miễn phí, ngoài ra nó lại còn hiệu quả và giúp chúng ta có được tỷ lệ chuyển đổi cao. Đó chính là việc mình xây kênh TikTok. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn sơ qua một lượt về bản đồ chiến lược. Làm thế nào để chúng ta có thể ra được khách hàng, làm thế nào để chúng ta có thể ra được tiền với xây kênh TikTok này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải xây cho mình một kênh TikTok với mục tiêu đó là chúng ta sẽ thu hút thật là nhiều follow về với mình. Sau khi mà chúng ta đã bắt đầu thu hút được follow rồi thì lúc này chúng ta sẽ cần phải chuyển qua bước tiếp theo, đó chính là mình cần phải làm ấm những cái follow này, mình làm nóng những cái follow này. Bởi vì đầu tiên khi mà họ nhìn thấy chúng ta ấy, họ follow ấy, thì bản chất họ là khách hàng lạnh. Gần như là họ cũng chưa biết nhiều thông tin về mình, gần như là họ cũng chưa có cái nhu cầu liên quan đến cái sản phẩm của mình. Nên là chúng ta cần phải có được những cái nội dung tiếp theo để mà mình sẽ làm ấm khách hàng, mình sẽ khiến cho khách hàng trở nên thân quen hơn với chúng ta, khiến cho khách hàng yêu quý chúng ta hơn mỗi ngày. Và sau một thời gian chúng ta có những cái nội dung nuôi dưỡng, nội dung làm ấm như vậy, thì chúng ta tiếp tục chuyển khách hàng qua bước tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi chiến dịch bán hàng. Tại vì sao mà Quang lại gọi ở đây là chuỗi chiến dịch bán hàng? Bởi vì không giống như chúng ta nghĩ, đó là nếu như muốn bán thì chỉ cần làm duy nhất một cái video để hướng người ta về một chỗ nào đó, về shop của mình, hay là về Zalo, hay là về một đâu đó, và mặc định là họ sẽ bấm vào, mặc định là họ sẽ mua. Không có chuyện đó anh chị ạ. Đó, và nếu chúng ta chỉ làm có một cái video và không có bất cứ một cái chiến lược bán hàng cụ thể nào, một chuỗi bán hàng nào, thì lúc này cái tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta nó cực kỳ thấp. Có thể 1.000 người xem video đó nhưng chỉ có một người mua. Đó, hay là 10.000 người xem video đó cũng chỉ được có vài người mua thôi. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó cực kỳ thấp. Vậy thì để mà chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng của chúng ta trở thành khách hàng thực sự, khách hàng mua lần một, thế thì chúng ta sẽ cần phải có được một cái chuỗi nội dung, gọi là một chuỗi video bán hàng. Đó, và nó cần phải đi theo đúng như những cái chiến lược để chuyển đổi tâm lý. Từ việc là chưa có nhu cầu, mình chuyển họ thành có nhu cầu. Có nhu cầu rồi, mình cho họ biết về sản phẩm. Biết sản phẩm rồi, cho họ hiểu về sản phẩm. Hiểu rồi thì cho họ tin, và tin rồi thì cho họ mua. Sau đó, hãy giải quyết tất cả những cái nỗi lo lắng. Cần phải lên những cái video tiếp theo để giải quyết những cái nỗi lo lắng của khách hàng về sản phẩm của chúng ta. Họ sẽ hỏi chúng ta là gì ạ? Chất lượng có tốt không? Có bảo hành không? Có ai dùng đã hiệu quả hay chưa? Và với mỗi câu hỏi đó, chúng ta sẽ cần phải đưa ra một bằng chứng thật là thuyết phục để khiến cho khách hàng họ tin tưởng vào sản phẩm của mình. Ví dụ như trong trường hợp khách hàng của chúng ta họ rất là tin vào những người nổi tiếng đúng không ạ? Những ca sĩ, những nghệ sĩ đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để chúng ta sẽ giới thiệu sản phẩm của mình. Nhưng nếu như khách hàng của chúng ta họ rất là tin tưởng vào cái việc đó là feedback của khách hàng, thế thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể sử dụng những hình ảnh người nổi tiếng được, mà cần phải đưa ra những cái feedback chân thực nhất, những cái dòng tin nhắn của khách hàng cũ, hay là mọi người chúng ta có thể đưa ra đó là một cái video cảm nhận mà khách hàng cũ đã nói về sản phẩm của mình. Đó chính là cách để khiến cho khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của mình. Và chúng ta sẽ lần lượt giải quyết, lần lượt xử lý tất cả những sự từ chối của họ ở trong cái chiến dịch bán hàng này. Và trong chiến dịch bán hàng, chúng ta vẫn cứ đan xen những cái video trao giá trị vào, cứ đan xen những cái video để khiến khách hàng yêu thích mình vào,
chứ không nhất thiết là cứ phải liên tục video để chuyển đổi tâm lý. Và trung bình thì Quang sẽ đưa ra một cái chuỗi khoảng từ 10 cho đến 15 video cho một cái chiến dịch bán hàng này. Hãy đưa ra khoảng từ 10 đến 15 video để chuyển đổi tâm lý khách hàng và kích thích họ tiến đến cái bước gọi là bước bấm vào giỏ hàng, sau đó họ mua. Ok, và sau khi mà chúng ta chuyển đổi tâm lý của khách hàng rồi, họ đã hết cái sự nghi ngờ, hết sự kháng cự rồi, lúc này chúng ta bắt đầu có một động thái tiếp theo, đó chính là kêu gọi các khách hàng của mình. Hãy liên tục kêu gọi họ ở trong các video của chiến dịch bán hàng, kêu gọi họ bấm vào TikTok Shop. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, nếu chúng ta bán hàng ở trên kênh TikTok này thì mọi người bắt buộc cũng phải biết về cái luật lệ của họ, biết về cái chính sách của họ. Và ở trên TikTok ấy thì họ không cho chúng ta kéo người ra khỏi nền tảng. Ví dụ như bảo bấm vào link tiểu sử, bấm vào Zalo thì TikTok họ sẽ không cho phép. Vậy nên chúng ta vẫn cứ phải đi qua đường gọi là đường vòng, thì mình đi qua cái TikTok Shop của họ, bán ở trong TikTok Shop và mọi nỗ lực dẫn về TikTok Shop. Và sau khi chúng ta đã dẫn về TikTok Shop rồi thì lúc này hãy tạo ra một cái chương trình ưu đãi, một chương trình khuyến mãi ở trong shop, được chưa? Hay với bất cứ một cái hình thức nào đó để khiến cho khách hàng họ cần phải kích thích mua ngay. Để lượng tồn kho thấp cũng là một cách để khách hàng cảm thấy rằng là rất là cấp bách rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần phải mua ngay, nếu không là sản phẩm này nó sẽ hết. Hoặc là chúng ta sẽ để một cái mức giá ưu đãi chớp nhoáng, hay là một cái mức giá chào mừng dịp ra mắt chẳng hạn. Đó là những cách để khách hàng họ sẽ cần phải ra quyết định và mua sản phẩm của chúng ta. Và mọi người, chúng ta cũng đừng tính đến cái câu chuyện là cái lợi nhuận nó quá nhiều ở trong cái bước TikTok Shop này. Bởi vì thực tế rằng khi mà chúng ta bán hàng trên sàn đấy thì chúng ta đã bị cắt mất một cái mức chiết khấu cực kỳ cao rồi. Và tổng cộng bây giờ ở trên các sàn thương mại điện tử đó là khoảng 11,5% cho chi phí sàn cũng như là chi phí về vận chuyển. Đó. Cho nên là chúng ta chưa cần kỳ vọng về việc là có lợi nhuận ngay. Mà bước tiếp theo chúng ta cần phải làm, đó là hãy làm một cái động tác thu data. Đó. Trong trường hợp mà khách hàng họ mua hàng của chúng ta khi mà ở trong TikTok Shop thì chúng ta sẽ có được tiền, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gửi hàng đi và có tiền. Và lúc này hãy làm thêm một cái động tác thu data. Còn trong cái trường hợp mà họ không mua thì chúng ta sẽ tiếp tục đấu nối họ về cái kênh TikTok chăm sóc của mình. Chúng ta lại tiếp tục lặp lại một quy trình, lại nuôi dưỡng họ để cho họ lại chạy tiếp trong cái quy trình của chúng ta mà mọi người có thể nhìn thấy ở cái sơ đồ mà Quang đã vẽ ở đây. Ok, còn trong trường hợp mà họ đã mua hàng rồi thì chúng ta hãy thu lại cái data của họ, thu lại cái data. Và sau đó thì bằng một cách nào đó hãy gọi điện cho họ, hãy kết bạn Zalo với họ để chúng ta thêm họ vào một cái group chăm sóc, đưa người ta vào một cái group Zalo. Thế thì để mà có thể là họ đồng ý kết bạn Zalo với mình ấy thì chúng ta có thể làm theo rất là nhiều cách. Cách số 1 đó là mọi người hãy tạo ra một cái lợi ích gì đó. Họ kết bạn Zalo với mình thì họ phải nhận được một cái lợi ích gì đó. Họ nhận được voucher giảm giá cho lần mua tiếp theo, hay là họ sẽ nhận được một cái phần quà, hay là họ sẽ nhận được những cái thông báo về ưu đãi, họ sẽ nhận được những cái thông báo về khi mà có những cái sản phẩm mới đầu tiên ra mắt. Hãy nghĩ ra một cái ưu đãi gì đó, một cái điều gì đó mà nó có lợi cho khách hàng để họ đồng ý kết bạn với mình, được chưa? Để họ có thể là đồng ý là tìm kiếm và tham gia vào nhóm Zalo của chúng ta. Hãy tạo ra những cái mồi câu ở trong đó, những cái điều gì khiến cho họ đồng ý. Và sau khi họ đã vào nhóm Zalo của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ cần phải có một cái kịch bản chăm sóc. Đó, hãy có một kịch bản chăm sóc. Và hàng ngày hoặc là cách khoảng tầm 3 đến 7 ngày thì chúng ta sẽ gửi một cái tin nhắn chăm sóc vào cho khách hàng để tiếp tục duy trì mối quan hệ với họ. Hãy liên tục hỏi thăm họ về những cái quá trình mà họ sử dụng sản phẩm, xem là liệu nó có hiệu quả hay không. Đó. Và sau đó một thời gian chúng ta hãy tạo ra một cái ưu đãi chớp nhoáng. Và lần này thì mình sẽ không cần phải bán ở trên sàn thương mại điện tử nữa, mà chúng ta sẽ bán ở kênh riêng của mình để tối ưu lợi nhuận. Mọi người hãy tạo ra một cái ưu đãi và đưa họ về một cái live stream. Hãy đưa họ về một cái live stream ở fanpage Facebook của mình. Và sau đó thì trong cái live stream đó chúng ta cũng sẽ có những cái phần quà cho khách hàng. Thì lúc này hãy gửi cái đường link mà chúng ta đã tạo ra. Hãy gửi cái đường link mà khách hàng họ sẽ vào để họ xem ấy, gửi vào nhóm Zalo.
đó, và kêu gọi họ là hãy vào đi, vào để săn sale đi, vào để săn sale, vào để săn sale. Và sau khi mà họ vào thì hãy kêu gọi họ là chia sẻ để nhận được những cái ưu đãi. Và ngay lập tức họ sẽ chia sẻ cái nội dung đó chúng ta, và rất nhiều người họ sẽ follow cái fanpage của chúng ta, đúng không ạ? Và cái fanpage lúc này thì nó sẽ không tính phí của sàn, và chúng ta hoàn toàn có thể là chốt đơn ở trên fanpage, chốt đơn thông qua số điện thoại và có được những cái khách hàng trung thành đến với mình. Và nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái mô hình kinh doanh hiệu quả cũng như là bền vững, tạo ra được một cái sân chơi riêng của mình thông qua cái cách đó là chúng ta sẽ xây dựng một kênh TikTok. Đó, từ việc xây dựng kênh TikTok mà chúng ta có thể tạo ra được đó là làm thế nào để mình tạo ra được một cái công việc kinh doanh online hiệu quả và bền vững. À, vậy thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện đó là thế thì bây giờ làm thế nào để thu hút được kênh TikTok đây? Thế thì ngày hôm nay Quang sẽ chia sẻ cho bạn những từ khóa cốt lõi nhất của việc xây dựng kênh TikTok. À, thứ nhất, đó chính là bạn cần phải xác định rõ ràng khách hàng tiềm năng của bạn là ai, bạn muốn thu hút nhóm đối tượng nào. Và sau khi mà chúng ta xác định được điều đó thì hãy tự hỏi xem là họ thích xem những cái nội dung nào ở trên mạng xã hội, họ thích xem những cái nội dung nào ở trên TikTok. Đó, hãy tự hỏi điều đó. Hay là những cái vấn đề mà họ đang gặp phải liên quan đến cái sản phẩm của mình là gì. Ví dụ họ đang có vấn đề về mụn thì tức là gì ạ? Họ sẽ cần phải tìm cách để làm sao để điều trị mụn, làm sao để hết mụn, đúng không ạ? Và lúc này tư duy tiếp theo, sau khi mà tìm ra những gì mà họ thích xem hay là những gì mà họ đang cần biết, thế thì đừng có nói về sản phẩm của mình vội, đừng có bán hàng cho họ vội. Hãy có một cái tư duy gọi là tư duy trao giá trị. Bởi vì họ chỉ có thể follow mình, họ chỉ có thể xem mình nếu như mình tạo ra được một cái nội dung gì đó nó hữu ích với họ, hay là nó tạo cho họ một cái cảm xúc vui vẻ, hay là tạo cho họ cảm giác ấm áp tình người, lòng người. Chứ họ sẽ không follow mình bởi vì là mình quảng cáo sản phẩm của mình đâu. Nên là đầu tiên thì đừng nghĩ đến việc đó là quảng cáo sản phẩm, mà hãy nghĩ đến việc trao giá trị cho khách hàng. Và nhớ phải cho đúng những cái gì mà khách hàng cần, cho đúng những gì mà họ cần. Và một điều tiếp theo nữa mọi người cần phải nhớ giúp Quang, đó chính là ở trên TikTok thì bây giờ đã có rất nhiều những cái đối thủ họ cũng làm những cái nội dung như vậy để trao giá trị cho khách hàng rồi. Vậy thì bây giờ mình cần phải đặt ra câu hỏi rằng vậy thì vẫn cùng là những kiến thức đó, vẫn cùng là những cái nội dung mà mình muốn trao đi đó, thế thì làm sao để mình thể hiện nó một cách khác đi so với đối thủ, để cho khách hàng, để cho khán giả họ không bị nhàm chán. Thay vì việc là mình ngồi mình nói như thế này thì nó rất là chán, vậy thì mình có thể đi ra đường, đúng không ạ? Mình diễn một cái tình huống nào đó và sau đó mình đưa ra thông điệp. Thay vì việc là mình nói kiến thức như thế này thì mọi người hãy kể một câu chuyện và khiến cho khách hàng họ tự rút ra được bài học. Thế thì đó gọi là một cái sự khác biệt, hãy khác biệt so với đối thủ để cho khách hàng họ phải dừng lại ở video của mình. Và một yếu tố tiếp theo, và đây là yếu tố cuối cùng, đó là luật lệ của nền tảng. Hãy tìm hiểu thật kỹ về luật lệ của nền tảng TikTok trước khi mà chúng ta bước chân vào cuộc chơi này. Hãy tìm hiểu xem là thuật toán của nó hoạt động như thế nào, luật lệ của nó thì nó cấm những cái điều gì, và nó đang cho phép những điều gì. Thì ở cái một cái mục ở trên TikTok ấy, nó gọi là mục hướng dẫn cộng đồng, chúng ta có thể vào đó để chúng ta đọc và chỉ cần áp dụng theo những gì mà Quang vừa chia sẻ thôi và đi đúng theo sơ đồ chiến lược thì chúng ta sẽ có được một cái công việc kinh doanh hiệu quả cũng như là tạo ra được một kênh bán hàng vô cùng hiệu quả ở trên TikTok. Ok, và nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ là để lại cho Quang một like, một comment xuống bên dưới. Hãy chia sẻ video này đến với bạn bè của bạn bởi vì họ sẽ rất biết ơn bạn nếu như nhận được những điều tuyệt vời. Và hãy đăng ký kênh của Nguyễn Đình Quang để nhận được những video mới nhất. Nguyễn Đình Quang xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo.